Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Có thể nói là trong những ngày gần đây thì có thể nói là những tin liên quan đến cái hậu quả của bão lụt ở khu miền Trung đã có thể nói là lấy đi rất nhiều nước mắt của người dân cả nước, những người luôn hướng về miền Trung, mảnh đất hàng năm luôn gánh rất nhiều cơn bão lũ. Tuy nhiên, hôm nay thông tin sẽ là một thông tin vui. Thông tin từ thủ đô Hà Nội. Bên cạnh cái niềm vui của tuyến metro số 1 khi mà đoàn tàu đã về đến cảng depot Long Bình, thì sáng ngày hôm nay thì đoàn tàu của tuyến metro đầu tiên đường sắt đô thị số 3 đoạn nhổn đi ra Hà Nội đã về đến khu depot nhổn. Thì thông tin chi tiết như sau. Đoàn tàu metro đầu tiên của dự án đường sắt số 3 đoạn nhổn ga Hà Nội đã cập cảng Hải Phòng vào ngày 18 tháng 10 vừa rồi, sớm hơn dự kiến sau một tuần. Và vào sáng ngày hôm nay, ngày 20 tháng 10, thì đoàn tàu đã về đến khu vực depot nhổn Hà Nội. Trước đó, ngày 2 tháng 9, đoàn tàu metro mang tên Hành Trình Xanh gồm 3 màu xanh lá mạ, màu hồng đỏ và màu trắng với biểu tượng khuê văn cát, được nhà sản xuất Alstom của Cộng hòa Pháp thiết kế cho tuyến đường sắt đô thị số 3 đoạn nhổn đi ga Hà Nội, đã bắt đầu khởi hành từ khu vực cảng Tương Khiết của Pháp. Dự kiến thì sẽ cập cảng Hải Phòng của Việt Nam vào ngày 24 tháng 10, tuy nhiên là đoàn tàu đã cập cảng Hải Phòng vào ngày 18 tháng 10 vừa qua, sớm hơn một tuần so với dự kiến. Sau khi cập cảng Hải Phòng thì đoàn tàu sẽ được vận chuyển bằng xe siêu trường siêu trọng tới khu depot nhổn Hà Nội và thực hiện lắp đặt lên đường ray để vận hành thử trước khi vận hành chính thức. Để phục vụ cho việc vận hành đoạn ở trên cao vào năm 2021, đoàn tàu được thiết kế mới nhất theo tiêu chuẩn châu Âu với phần cách sang trọng hiện đại, đầy đủ tiện nghi và được nghiên cứu để phù hợp với cái nhu cầu cũng như là thể trạng của người Việt Nam. Hứa hẹn sẽ đem đến cho khách hàng cảm giác thoải mái, độ an toàn cao trong mọi tình huống của đoàn tàu là tiêu chí quan trọng mà dự án luôn hướng đến. Dự án sẽ sử dụng 10 đoàn tàu vận hành liên tục trên đường sắt khổ tiêu chuẩn là 1.435 mm, thân xe thì làm bằng hợp kim nhôm có trọng lượng nhẹ, tuổi thọ cao và được chế tạo tại Cộng hòa Pháp. Đoàn tàu là một trong những sản phẩm hiện đại nhất của tập đoàn Alstom, trang bị đầy đủ các tiện nghi như hệ thống điều hòa không khí thông gió, hệ thống phát thanh hành khách, hệ thống camera, hệ thống phát hiện cháy và khói độc lập, đèn LED tự động điều chỉnh ánh sáng cho phù hợp khi đi qua đoạn ngầm. Nội thất ở bên trong tàu với các gam màu sáng cùng với hệ thống đèn LED ánh sáng trắng sẽ luôn tạo cảm giác thoáng đãng, mang đến sự thoải mái, dễ chịu cho khách hàng khi ở trên tàu. Có thể nói, một điều rất là đặc biệt của đoàn tàu này là tất cả các thiết bị đều được nhập khẩu từ khu vực châu Âu, và vừa qua thì qua hai cái đợt dịch Covid-19 đã làm chậm cái tiến độ. Nhưng rất may thì vào thông tin chi tiết thì vào lúc 2 giờ sáng ngày hôm nay là ngày 20 tháng 10 thì 4 cái đoàn tàu của tuyến nhổn ga Hà Nội đầu tiên đã được các đoàn xe chuyên dụng chuyên chở từ khu vực cảng Nam Hải Đình Vũ của Hải Phòng để đi về khu depot nhổn Hà Nội. Đoàn tàu có 4 toa và được cẩu sắp xếp vào các xe kéo remote, mỗi xe chở 1 toa. Do đoàn tàu thuộc loại hàng hóa là siêu trường, siêu trọng cũng như là có chiều cao quá khổ, cho nên phải xin phép vận chuyển với hành trình và thời gian cụ thể với các cơ quan chức năng, cũng như là có cái sự hỗ trợ và phân luồng phân làn của cảnh sát giao thông trong suốt cái hành trình di chuyển của đoàn tàu. 4 xe chở 4 toa tàu đã đi với tổng cái chiều dài là khoảng 189 km, đi qua các khu vực từ cảng Đình Vũ Hải Phòng qua quốc lộ 5 kéo dài đến quốc lộ 10, đường nối Thái Bình Hà Nam, nút giao là Liêm Tuyền, quốc lộ 21 ra quốc lộ 1 cũ từ thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, sau đó đi theo quốc lộ 1 cũ đến đường Giải Phóng ở thủ đô Hà Nội, rồi đi qua cái đường Vành Đai 3, đi đường Lê Đức Thọ, khu vực của sân vận động Mỹ Đình, đi về Hồ Tuấn Mậu và cuối cùng là điểm đến
Depot nhón Hà Nội. Và cụ thể thì vào lúc 2:30, 4 xe chở 4 toa tàu đã vào đến khu Depot nhón Hà Nội an toàn. Sau đó các toa sẽ được lắp đặt lên đường ray để vận hành thử nghiệm, giống như là đang các cái toa tàu đang thử nghiệm ở khu vực Depot Long Bình, quận 9 ở tuyến metro số 1 thành phố Hồ Chí Minh trước khi vận hành chính thức. Và trong khoảng thời gian đó thì vào tháng 11, như là lời của ông Lê Trung Hiếu, phó trưởng ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, thì các đoàn tàu sẽ được, khi mà để về đến nhón Hà Nội thì ban quản lý đường sắt sẽ đưa lên khu vực tàu, lên cái nhà ga ở trên cao khu vực cái ga S1 á, để quản lý cũng như được trưng bày và cho người dân thủ đô, người dân cả nước có dịp đến tham quan thủ đô, đến tham quan cái tuyến đường sắt đô thị số 3 vào tháng 11 năm 2020. Và cũng theo cái đại diện của ban quản lý đường sắt đô thị thủ đô Hà Nội á, chính cái dịch Covid-19 nó đã làm ảnh hưởng rất lớn đến cái tiến độ của cái dự án, các cái dự án tuyến đường sắt ở thủ đô Hà Nội cũng như là tuyến metro ở thành phố Hồ Chí Minh là những cái dự án trọng điểm của cả nước. Ảnh hưởng của Covid-19 đã ảnh hưởng như thế nào? Chính là việc các gói thầu như là huy động nhân công cũng như là các vật tư, vật liệu có nguồn gốc ở nước ngoài. Như chúng ta biết thì tất cả các cái thiết bị của các tuyến đường sắt ở thủ đô Hà Nội cũng như tuyến metro ở thành phố Hồ Chí Minh đều là nhập khẩu từ nước ngoài cả. Đúng là người Hà Nội thì nhập từ khu vực châu Âu, còn của thành phố Hồ Chí Minh thì nhập ở Nhật. Và một tin rất là vui thì cái sự hợp tác giữa Việt Nam và Nhật sẽ được tăng lên đáng kể khi mà tân thủ tướng Nhật là Suga cùng với phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao của Nhật Bản đang thăm chính thức Việt Nam. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì Việt Nam và Nhật Bản của chúng ta sẽ tiếp tục có những cái dự án đầu tư và sự hợp tác về kinh tế, và đặc biệt là các cái công nghệ về quân sự quốc phòng sẽ được hợp tác mạnh mẽ hơn, giúp cho là cái quốc phòng của hai nước vững mạnh để bảo vệ vùng trời biển Đông cũng như là khu vực tranh chấp với Trung Quốc của Nhật Bản. Thì tiếp theo thông tin đó, thì cái dự án này chúng ta biết là đang ở giai đoạn lắp đặt, cần một số lượng rất nhiều chuyên gia, và khi các chuyên gia vào ở Việt Nam trong cái giai đoạn mà dịch Covid-19 này thì bắt buộc cũng phải cách ly đúng theo cái quy định của Bộ Y tế và đảm bảo an toàn, không để dịch lây lan ở trong cộng đồng. Thì chính vì vậy mà cái tiến độ nó đã bị chậm lại so với là kế hoạch. Như chúng ta biết thì dự án tuyến đường sắt nhổn đi ra Hà Nội là tuyến đường sắt đô thị số 3 đang được xây dựng, thì nó có chiều dài là 12,5 km, nó bao gồm là 8,5 km ở trên cao và 4 km đi ngầm. Thì hệ thống nhà ga thì có tổng cộng là 12 nhà ga, trong đó có 8 ga ở trên cao đánh dấu từ S1 đến S8, 4 ga ngầm đó là từ S9 đến S12, và cấu hình của mỗi đoàn tàu gồm 4 toa. Đoàn tàu có khả năng là chuyên chở là 944 người đến 1.124 người trên một đoàn tàu, với mật độ khoảng là 6,6 đến 8 người trên một mét vuông, và khai thác với tốc độ thương mại là 35 km/h. Tốc độ thiết kế là 80 km/h. Dự án có tổng mức đầu tư là 1.176 triệu euro từ nguồn vốn vay ODA, Ngân hàng Đầu tư Châu Âu, Chính phủ Pháp, Ngân hàng Phát triển Châu Á và vốn đối ứng ở trong nước. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh, like, share, comment để cập nhật những thông tin mới nhất về các cái công trình trọng điểm của Việt Nam, cũng như là đặc biệt là các cái tuyến đường sắt ở thủ đô Hà Nội cũng như là tuyến metro của thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người nhớ đăng ký kênh nha. Bye bye.